Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày mới thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và sau đây là nội dung chi tiết của kênh. Mời các bạn cùng chú ý đón xem và theo dõi. Giúp năm em thắng giải người đẹp tiền thông nào các bạn đưa phượng hoàng của chúng ta bay cao nào chào cả nhà mình là fan cứng của nam em là thành viên của gia đình cỏ bốn lá mình rất mong nam em sẽ đạt được giải cao trong cuộc thi miss world việt nam 2022 này chính vì vậy chúng ta cùng nhau chung tay bình chọn cho phượng hoàng của chúng ta bay cao bay xa nhé như đúng mong ước của nam em chủ nhân của gia đình nhỏ bốn lá của chúng ta phượng hoàng đã rời khỏi tổ bay đi à đình cỏ mình cho em cái bệ phóng đi à cho em bay cao bay xa đi à nam em chia sẻ số báo danh không Nguyễn Lệ Nam Em. Đối với giải thưởng Người đẹp truyền thông Miss World Việt Nam 2022, các thí sinh sẽ có cơ hội được giới thiệu bản thân thông qua một đoạn clip ngắn. Về thể lệ bình chọn, ban tổ chức sẽ đánh giá và đưa ra kết quả cuối cùng dựa vào tổng lực view trên mọi video của từng thí sinh được đăng tải trên fanpage Miss World Việt Nam 2022 và thứ tự đăng tải sẽ được bốc thăm ngẫu nhiên. Đặc biệt, thí sinh chiến thắng giải thưởng Người đẹp truyền thông sẽ được đặt cách vào vòng chung kết của Miss World Việt Nam. Nam 2022. Nào gia đình cỏ bóng lá chúng ta nói riêng và những fan hâm mộ của nam em nói chung, hãy chung tay góp sức bình chọn cho nam em thắng giải người đẹp truyền thông của Miss World Việt Nam 2022 và đạt được những giải thưởng đặc biệt cao nhất trong mùa Miss World Việt Nam 2022 này nhé. Nào các bạn hãy nhấn vào link bình chọn phía dưới phần bình luận của mình để chung tay góp sức giúp nam em chiến thắng giải người đẹp truyền thông này nhé. Số báo danh của nam em là 088. Thông tin nam em dự thi Miss Qua Việt Nam 2022 đang nhận được sự quan tâm của khán giả về sở hữu nhan sắc xinh đẹp cùng với kinh nghiệm có được trong lần mang chuông đi đánh xứ người trước đó giúp mỹ nhân sinh năm 1996 được đánh giá cao cả cuộc thi. Mới đây nam em đã có những chia sẻ về việc tranh tài tại Miss Qua Việt Nam 2022. Cô đăng tải hình ảnh tập luyện cách quốc cùng các thí sinh và chia sẻ bao nhiêu ký ức tuổi 18 quay về đồng hành cùng Miss Qua Việt Nam là một trải nghiệm đáng nhớ của mình Đôi khi được sống lại những giây phút ngây thơ ấy là một cảm giác không phải lúc nào Chúng ta cũng tìm thấy trong cuộc sống này Những gì cả nhà đóng góp ý kiến năm em luôn luôn lắng nghe và luôn luôn thấu hiểu Đủ nắng hoa sẽ nở, đủ yêu thương cây sẽ đâm trời Dòng chia sẻ của người đẹp sinh năm 1996 nhanh chóng nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng. Nhiều người gửi lời động viên đến nam em và mong cô tiếp tục tỏa sáng tại cuộc thi. Một tài khoản bình luận đúng là một trải nghiệm đáng nhớ nên cứ tận hưởng và chơi hết mình, cố gắng giữ gìn sức khỏe, vui vẻ và hạnh phúc chia sẻ với chúng tôi người đẹp quê tiền giang cho biết năm em hiện đang tập trung quyết tâm thể hiện bản thân tại cuộc thi và cố gắng giữ tâm thế thoải mái nhất năm em cũng cảm ơn khán giả đã yêu thương quan tâm mình cô cho hay có thể đây là hành trình cuối cùng tôi được trải nghiệm gặp các bạn thí sinh và biết con đường đi đến chân thiện mỹ tôi nghĩ không có trải nghiệm nào thất bại đối với mình cả cho dù thất bại hay thành công thì đó cũng là giá trị quan trọng để tôi có được cuộc đời thật ý nghĩa nếu tôi dừng chân ở bán kết hoặc không vào top thì tôi cũng đã sống hết mình nên sau này có nhắc lại tôi cũng không hối tiếc nam em bộc bạch nào còn chần chờ gì nữa, hãy cùng nhấc điện thoại lên và bình chọn cho nam em mã số 088 giúp cô thắng giải thưởng người đẹp truyền thông trong cuộc thi Miss của 2022 này nhé. Bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo.